Cảnh báo, cứ ngủ năm tư thế ngu xuẩn này, sớm muộn cũng đột quỵ, dừng lại ngay, kẻo có ngày hối không kịp. Xin được kính chào quý vị cô bác, chúng ta đã quay trở lại với kênh truyền hình sức khỏe. Quý vị thân mến, giấc ngủ rất là quan trọng đối với mỗi chúng ta. Khi mà thiếu ngủ thì có thể dẫn đến nhiều bệnh như là bệnh béo phì, tim mạch, chứng sa sút trí tuệ. Tuy nhiên thì ít người biết rằng một trong những căn nguyên của thiếu ngủ và mắc bệnh đó là do tư thế ngủ không đúng. Nên mới có những ngày cô bác lại thức dậy trong tình trạng cơ thể bị đau nhức toàn thân, mỏi rã rời và mất hoàn toàn sức lực của mình. Nhất là năm tư thế ngủ dưới đây sẽ khiến cho cô bác mệt mỏi, đau nhức xương khớp mà hầu hết ai cũng mắc phải mà không hề hay biết. Cô bác hãy bỏ ngay tư thế ngủ này đi nhé. Tư thế ngủ đầu tiên mà đa số các quý vị cô bác mắc phải đó là ngủ kê tay làm gối. Xin hỏi quý vị ở đây có cô bác nào có thói quen ngủ kê tay làm gối không ạ? Thậm chí là gối đầu thì vẫn phải kê tay làm gối không? Nếu có thì chúng ta hãy bình luận là số 1 ở bên dưới video này và từ nay thì chúng ta hãy bỏ ngay thói quen ngủ kiểu này cô bác nhé. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta ngủ kê tay làm gối, nó sẽ chèn ép mạch máu dẫn đến chúng ta bị tê tay. Ngoài ra thì tư thế ngủ này còn gây ảnh hưởng đến xương khớp mà nhiều người không biết. Vì khi mà kê tay làm gối lâu dài sẽ gây chèn ép các cơ và mạch máu ở cổ, ảnh hưởng đến sức khỏe cột sống và cổ rất là nghiêm trọng. Đây là một tư thế ngủ gây đau nhức xương khớp nhiều người gặp phải, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chính vì vậy mà chúng ta nên bỏ ngay tư thế này đi quý vị nhé. Nếu như mà khó bỏ quá, cô bác hãy mua gối kê tay chuyên dụng cho người kê tay để giảm việc bị tê, chèn ép mạch máu, ảnh hưởng tới xương khớp cô bác nhé. Lưu ý rằng, việc chuyển từ tư thế nằm sấp sang ngủ ở tư thế nằm ngửa và nằm nghiêng có thể yêu cầu cô bác phải mua các loại gối khác nhau và thậm chí là một tấm nệm khác. Người bị đau dạ dày khi ngủ thì nên dùng một chiếc gối mỏng. Ngược lại, những người ngủ nghiêng yêu cầu một chiếc gối cao hơn để lấp đầy khoảng cách giữa cổ và rìa vai. So với những người nằm sấp, những người nằm ngửa và nằm nghiêng thích một tấm nệm mềm hơn, thường là loại có độ cứng trung bình. Thứ hai là ngủ nghiêng tư thế thai nhi. Tôi để ý thấy rằng có rất nhiều người chúng ta có thói quen ngủ ở tư thế kiểu thai nhi này. Đây là tư thế nằm nghiêng cuộn người, đầu gối co lên ngực và cằm thì chúng ta cúi xuống. Với tư thế này thì khiến cho cô bác khi ngủ có cảm giác an toàn hơn và cũng làm giảm ngáy ngủ ở mức độ đáng kể. Đây cũng là tư thế tốt cho phụ nữ mang thai. Nằm ở tư thế thai nhi nghiêng về bên trái, đặc biệt có thể giúp làm giảm trào ngược axit dạ dày thực quản, vì nó sẽ giữ cho dạ dày của quý vị ở dưới thực quản. Mặc dù vị trí này có thể giúp cho cô bác cảm thấy khá là thoải mái trong khi ngủ, nhưng nó sẽ gây ra rất nhiều những căng thẳng trên cổ và lưng, dẫn đến chứng đau nghiêm trọng ở vùng cổ và vùng lưng, chẳng hạn như là bị đau thần kinh hông. Thêm vào đó thì khi mà cuộn người lại thì sẽ khi ngủ làm căng lưng và khớp cũng gây ra một số vấn đề như là cản trở hơi thở, sớm xuất hiện các nếp nhăn và sệ ngực đối với nữ. Thế nên nếu như mà cô bác đang là người ngủ ở tư thế này, chúng ta hãy bỏ ngay thói quen này càng sớm càng tốt nhé. Còn những người mà thích ngủ ở vị trí này, chúng ta nên sử dụng một chiếc gối vững chắc để hỗ trợ đầu. Ngoài ra thì gối phải đủ cao để giữ đầu ở vị trí trung tính. Điều này sẽ giúp giảm căng thẳng và áp lực lên cổ để tránh đau cổ, đau cơ, cứng khớp. Và nếu như cô bác thường xuyên ngủ ở tư thế này thì chúng ta nên thay đổi sớm thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng chỉ giúp giảm áp lực hơn thôi, chứ không hề kiểm soát được hẳn đâu ạ. Nên cô bác ạ, chúng ta hãy bỏ hẳn tư thế này thì càng sớm càng tốt nhé. Thứ ba đó là nằm sấp. Nằm sấp khi ngủ, không ít người mắc phải, không hề hay biết tư thế này có những nhược điểm tiềm ẩn. Mặc dù nằm sấp khi ngủ có thể giảm bớt phần nào các tình trạng ngáy ngủ, nhưng mà tư thế này sẽ tạo ra căng thẳng ở lưng và cổ của quý vị. Sự căng thẳng đó có thể dẫn đến chúng ta bị giấc ngủ kém chất lượng vào ban đêm và đau nhức vào buổi sáng. Không có gì là lạ khi mà những người ngủ dậy bị đau vào buổi sáng. Đối với một số người,
Cơn đau này là do bị chấn thương hoặc là vấn đề về mãn tính. Đối với những người khác thì đó có thể là do tư thế ngủ của họ, đặc biệt đó là khi họ nằm thấp. Tư thế ngủ tốt nhất đó là tư thế hỗ trợ sự liên kết cột sống khỏe mạnh. Còn khi mà quý vị cô bác nằm sấp rồi, thân của cô bác sẽ lún sâu hơn vào nệm một cách tự nhiên do trọng lượng của nó. Do đó thì ngực của quý vị sẽ bị đau, lưng của cô bác có thể cong lên, kéo giãn cột sống ra khỏi vị trí thẳng hàng. Khi cột sống không thẳng hàng, cô bác sẽ bị căng thẳng và đau nhức khi mà thức dậy. Hơn nữa, nằm sấp khi ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ đau cổ. Khi cô bác nằm sấp thì cô bác phải quay đầu sang một bên để thở mới ngủ được. Khi việc này quay đầu đòi hỏi cô bác phải vặn cổ, điều này khiến cho cổ không thẳng hàng với các phần còn lại của cột sống, gây ra căng cổ và hạn chế hô hấp, cản trở lưu thông máu. Thay vì ngủ ở tư thế nằm sấp thì quý vị hãy thử ở tư thế nằm nghiêng và đặt một cái gối giữa bụng và đệm. Điều này sẽ làm cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn so với ngủ úp trực tiếp lên bụng. Thứ tư đó là chúng ta nằm ở tư thế ngửa. Chắc hẳn là nhiều cô bác khi mà nghe đến tư thế này thì sẽ nghĩ rằng đây là một tư thế tốt mà ai cũng thường ngủ mỗi ngày, làm sao có thể nguy hại cho sức khỏe được. Nhiều chuyên gia thì cũng đã từng khuyên như thế rồi mà. Thực tế thì nằm ngửa là một tư thế tốt nhất trong khi chúng ta ngủ rồi, mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi đây là kiểu ngủ giữ thẳng lưng, đầu và cột sống được thư giãn ở vị trí thoải mái và không có nhiều áp lực. Do đó thì tư thế này không chỉ bảo vệ cột sống mà còn giúp cho quý vị cô bác giảm đau hông và đầu gối. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù nằm ngửa tốt hơn nhưng mà lại không thích hợp với người béo phì, bởi người béo phì thường có mô mỡ thừa ở vùng cổ và họng, gây hẹp đường thở khi nằm ngửa. Điều này dẫn đến tăng nguy cơ ngáy và hội chứng ngưng thở khi ngủ, một tình trạng nguy hiểm có thể làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể và gây ra mệt mỏi ban ngày, giảm chất lượng giấc ngủ và tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Hơn nữa, khi mà nằm ngửa, dạ dày và thực quản của chúng ta nó nằm ngang ạ. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho axit dạ dày trào ngược lên trên thực quản, đặc biệt là nó sẽ tạo ra áp lực lớn lên các cơ quan nội tạng. Đặc biệt hơn nữa là đối với những người mà bị béo phì, có được vùng bụng to, điều này sẽ có thể gây áp lực lên đường thở và gây tăng thêm áp lực lên tim, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và hô hấp. Để cải thiện được chất lượng giấc ngủ và giảm thiểu các rủi ro do sức khỏe gây ra, người béo phì nên thử ngủ ở tư thế nằm nghiêng hoặc là sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như là gối nâng đầu để giữ đường thở được thông thoáng. Ngoài ra thì chúng ta cũng duy trì một lối sống lành mạnh với một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên cũng giúp chúng ta giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể. Thứ năm là ngủ gối đầu cao hoặc là thấp quá. Khi mà nhiều người chúng ta có thói quen nằm ngủ với một chiếc gối cao chắc chắn, tuy nhiên theo các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng nằm gối cao nhiều không tốt, nó sẽ gây ra tình trạng đau vẹo cổ nếu như nằm lâu hoặc là không may nằm sai tư thế. Thậm chí là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thường xuyên nằm gối cao sẽ làm gia tăng nguy cơ bị gù, biến dạng cổ và dáng đi trở nên xấu. Ngoài ra thì nằm gối quá cao trên khoảng 15cm còn có hại cho tim vì máu từ tim lên não thì bị hạn chế, đồng thời cản trở hô hấp và gây ra hiện tượng ngáy to, lâu ngày thì dẫn đến nhiều triệu chứng khác như là đau cổ, chóng mặt, tăng nhịp tim, tê đau, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngược lại, theo khuyến cáo của các bác sĩ, nằm gối quá thấp dưới 7cm sẽ làm cho lượng máu lên não bị quá nhiều, dễ dẫn tới nguy cơ xung huyết mạch máu và làm sưng mặt, gây ra hiện tượng mặt húp vào sáng hôm sau. Khi liên tục nằm gối thấp khi ngủ dẫn đến tình trạng trùng cơ cổ, cong xương sống, làm cổ bị đau, cứng khớp. Ngủ trên một chiếc gối quá thấp sẽ khiến cổ của quý vị có tình trạng hoa mắt chóng mặt khi ngủ dậy. Hoặc là với một số người, thậm chí là không dùng gối, họ chỉ kê tay khi ngủ thôi. Thói quen này thì rất có hại cho đốt sống cổ, khiến cho các dây thần kinh ở tay bị chèn ép, làm cho chúng ta có cảm giác bị tê nhức tay khi mà tỉnh giấc. Có thể thấy rằng khi mà nằm gối quá cao hoặc là quá thấp khi ngủ đều không hề tốt cho sức khỏe của con người, quý vị thấy đúng không nào? Vì thế thì chúng ta hãy kiểm tra lại chiếc gối mà cô bác đang sử dụng hiện giờ xem có phù hợp với cơ thể mình không nhé.
cô bác nên dùng một chiếc gối chất liệu an toàn, có độ êm mềm vừa phải, chiều cao từ 8cm đến tối đa khoảng 15cm, với chiều rộng từ 30-45cm và chiều ngang khoảng 60-75cm, sẽ hỗ trợ tốt nhất cho cô bác trong suốt thời gian nghỉ ngơi quý vị ạ. Thưa quý vị thân mến, ngay đến đây thì có thể là cô bác có thấy là mình đang ngủ trong tư thế nào ở 5 tư thế mà chúng tôi chia sẻ ở phía bên trên không ạ? Nếu mà có đang ngủ một trong 5 tư thế sai này thì chúng ta hãy sửa ngay đi nhé, kẻo lâu ngày thì nó sẽ hại cho sức khỏe của mình. Về mùa sau thì muốn khỏe lại như ban đầu thì cũng khó lắm cô bác ạ. Bên cạnh những tư thế ngủ không đúng cách ra, trong quá trình tìm hiểu, tôi cũng nhận thấy được những sai lầm khi mà chúng ta thường hay mắc phải khi đi ngủ, không chỉ gây mất ngủ mà còn làm tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe. Tiếp theo chương trình, chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị cô bác 3 điều cấm kỵ khi ngủ, để cô bác nếu ai mà còn gặp phải những trường hợp tương tự sẽ kịp thời có sự điều chỉnh và khắc phục, kẻo gây hại tới sức khỏe. Thứ nhất, không ngủ sau 11 giờ đêm. Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và nhan sắc của mỗi người. Tuy nhiên thì trong xã hội hối hả ngày nay, nhiều người vì công việc, học tập hay đơn giản là giải trí mà có thói quen đi ngủ muộn. Ít ai biết rằng, ngủ muộn sau 11 giờ đêm chính là kẻ thù thầm lặng đang âm thầm gặm nhấm sức khỏe của cô bác. Theo đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau chính là thời điểm gan, nhà máy lọc rác của cơ thể hoạt động thải độc tố. Nếu như cô bác ngủ muộn sau 11 giờ đêm, gan sẽ không thể hoàn thành tốt chức năng của mình, dẫn đến tình trạng tích tụ độc tố trong cơ thể. Khi ngủ muộn khiến cho hệ miễn dịch cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khi gan không hoạt động tốt. Do đó thì bạn sẽ dễ mắc các bệnh cảm cúm, ho, sổ mũi hơn so với người ngủ đủ giấc. Hơn nữa thì ngủ muộn thường xuyên còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường, tim mạch, béo phì. Khi ngủ không đủ giấc, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thiếu tập trung vào ngày hôm sau. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe và nhan sắc của bản thân, cô bác hãy tập thói quen ngủ sớm trước 11 giờ đêm. Hãy tạo cho mình một môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh và tránh sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Hãy để cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ, nạp lại năng lượng và thức dậy với một tinh thần sảng khoái và tràn đầy sức sống. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là vốn quý của mỗi người cần phải trân trọng. Hãy dành cho bản thân mình một giấc ngủ ngon mỗi đêm để đánh bay những kẻ thù thầm lặng này và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất nhé. Thứ hai, không ăn no quá trước khi ngủ. Tôi để ý thấy là có rất nhiều cô bác có thói quen ăn tối muộn hoặc là ăn quá no trước khi ngủ. Tuy nhiên, đây là một thói quen vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và giấc ngủ. Khi bạn ăn quá no, dạ dày sẽ phải hoạt động liên tục để tiêu hóa thức ăn. Điều này khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, đầy bụng, ợ nóng và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mình. Ngoài ra, khi bạn nạp quá nhiều calo vào cơ thể trước khi ngủ, lượng calo dư thừa này sẽ không được đốt cháy mà sẽ chuyển hóa thành mỡ, tích tụ lâu ngày dẫn đến chúng ta bị tăng cân, béo phì đó ạ. Hơn nữa, khi mà dạ dày chứa đầy thức ăn, nó sẽ tạo áp lực lên cơ hoành khiến cho bạn khó thở và khó ngủ hơn. Ngoài ra thì nạp quá nhiều calo vào cơ thể trước khi ngủ cũng khiến cơ thể tăng cường trao đổi chất, dẫn đến tình trạng tỉnh táo, ợ hơi, ợ chua, mơ liên thiên và khó ngủ. Vì vậy, để có một giấc ngủ ngon và bảo vệ sức khỏe, cô bác nên: thứ nhất là chúng ta tránh ăn quá no trước khi chúng ta đi ngủ, nên ăn tối đa ít nhất 2 tiếng trước khi ngủ để thức ăn có thời gian tiêu hóa. Thứ hai là chọn thực phẩm nhẹ nhàng dễ tiêu hóa thôi, nên chọn những thực phẩm giàu protein, chất xơ và ít calo như là sữa chua, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Thứ tư đó là uống nước ấm trước khi đi ngủ. Nước ấm thì sẽ giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn và tạo cảm giác thư giãn và dễ ngủ. Thứ tư đó là chúng ta tạo cho mình một thói quen ngủ đều đặn, đi ngủ và thức dậy theo giờ giấc cố định mỗi ngày để giúp cơ thể điều chỉnh đồng hồ sinh học. Hãy thay đổi thói quen ăn uống trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ ngon và bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Chúc cho quý vị cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng cô bác nhé!
Điều thứ ba chúng ta cần ghi nhớ để có một sức khỏe tốt, một giấc ngủ ngon đó là chúng ta không thức giận trước khi đi ngủ. Giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của mỗi con người. Ai trong chúng ta cũng biết điều quan trọng này đúng không ạ? Đặc biệt là khi đã vào độ tuổi trung niên và cao niên như cô bác đang lắng nghe chương trình. Tuy nhiên thì những căng thẳng lo âu trong cuộc sống đôi khi lại trở thành rào cản khiến cho quý vị khó có được một giấc ngủ ngon, lâu dần thì gây nguy hại cho sức khỏe. Hiểu được điều này, ngày hôm nay thì truyền hình sức khỏe muốn chia sẻ tới quý vị cô bác một bí quyết giúp thư giãn tinh thần trước khi chúng ta lên giường đi ngủ, để từ đó sẽ dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn. Đầu tiên, trước khi đi ngủ thì chúng ta hãy dành ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng để thư giãn trong một không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi những ồn ào bên ngoài. Tắt đèn, giảm độ sáng hoặc sử dụng nến thơm để tạo bầu không khí ấm cúng nhẹ nhàng. Cô bác có thể nhắm mắt lại, hít thở sâu và tập trung vào từng nhịp thở của bản thân. Một cách nữa đó là cô bác có thể nghe nhạc trước khi đi ngủ, bởi âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu trong việc xoa dịu tâm hồn. Hãy chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, không lời hoặc là có giai điệu êm ái để lắng nghe trước khi ngủ. Âm nhạc sẽ giúp cho quý vị chúng ta thư giãn cơ bắp, giảm bớt căng thẳng và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Hãy áp dụng những bí quyết đơn giản này mỗi tối trước khi chúng ta leo lên giường đi ngủ để có cho mình được một giấc ngủ ngon và một sức khỏe dồi dào, cô bác nhé! Chúc cho quý vị cô bác luôn ngủ ngon và tràn đầy năng lượng! Thưa quý vị thân mến, bên cạnh đó để cho cơ thể khỏe mạnh hơn, cô bác cũng cần phải quan tâm đến một vấn đề quan trọng đó là sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần là một chủ đề mà chúng ta đã bỏ qua trong một thời gian rất là dài rồi. Tuy nhiên thì chúng đang chứng kiến một sự thay đổi đáng kể. Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, mọi người sẵn sàng nói về sức khỏe tâm thần và các vấn đề liên quan đến nó nhiều hơn. Những người nổi tiếng thì cũng đã xuất hiện và nói về nó. Tâm trí của cô bác quan trọng đối với sức khỏe của cô bác hơn bất kỳ sự giàu có nào. Sức khỏe tinh thần là một thành phần quan trọng và không thể thiếu của sức khỏe. Như Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, sức khỏe không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay thương tật. Đó là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về mặt xã hội, thể chất và cả tinh thần. Nói một cách đơn giản, sức khỏe tinh thần bao gồm sức khỏe tâm lý, xã hội và cảm xúc của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cách mà chúng ta hành động, cảm nhận và suy nghĩ. Nó cho phép chúng ta xác định cách xử lý các tình huống làm sao, liên hệ với những người khác như thế nào và tương tự như vậy đưa ra cho chúng ta các lựa chọn. Sức khỏe tinh thần thực sự rất là quan trọng trong mọi giai đoạn của cuộc đời mỗi người. Hạnh phúc về cảm xúc và xã hội là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta. Khi sức khỏe tinh thần mà đi xuống thì cô bác ăn không ngon, ngủ không yên, cứ thế mà gây ra nhiều bệnh tật. Để có một sức khỏe tinh thần trở nên tốt hơn, cô bác đừng kìm nén cảm xúc của mình cô bác nhé. Và những gì mà cô bác đã trải qua thì chúng ta phải trải hết ra ngoài, sao cho bản thân mình, tinh thần của mình thật thoải mái. Nói chuyện với các thành viên trong gia đình của mình, những người xung quanh của mình nếu cần, và chúng ta cần phải làm điều đó để cho tinh thần của mình được thoải mái hơn. Hãy tâm sự, nói hết ra những gì mà chúng ta cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Hay cô bác cũng có thể bắt đầu chúng ta viết nhật ký để giảm bớt căng thẳng, ghi lại những điều khiến cho cô bác cảm thấy hạnh phúc. Nó có thể đơn giản như là một món ăn yêu thích, hay là xem một bộ phim, hoặc thậm chí là chúng ta chỉ ngắm sao trên bầu trời với đầy những hy vọng về một tương lai tốt hơn. Một cách nữa là cô bác có thể dành ra ít nhất từ 5 đến 10 phút mỗi ngày để chúng ta thiền định, để cho tâm của chúng ta trở nên tĩnh lặng hơn. Nó cũng giúp kiểm soát cảm xúc. Hay là tập yoga cũng là một cách tuyệt vời để loại bỏ những căng thẳng stress trong cuộc sống. Nói chung thì cô bác hãy ưu tiên cho sức khỏe tinh thần trước. Tinh thần luôn ổn định thì mới có một sức khỏe về cơ thể ổn định. Hạnh phúc của cô bác là quan trọng và chăm sóc cho bản thân là một điều vô cùng cần thiết. Hãy tham gia các hoạt động thể chất, có một lối sống lành mạnh. Nó nuôi dưỡng cả sức khỏe thể chất và tinh thần của cô bác đấy ạ. Trong thời đại chúng ta đang sống ngày nay,
một lối sống lành mạnh là rất quan trọng. Khi mà chúng ta có một lối sống lành mạnh rồi, có nghĩa là tập thể dục thường xuyên, có một chế độ ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc hơn. Cứ thực hiện đầy đủ như vậy, tôi tin chắc rằng quý vị cô bác chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được chân thành cảm ơn quý vị cô bác đã dành thời gian quan tâm và lo lắng, lắng nghe hết video này. Chúc cho quý vị cô bác luôn bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.